từng có lúc khi lũ quái vật biển dữ tợn tàn phá đất liền và không một chiếc tàu nào được bình yên trên biển. Những ngày tăm tối đã chấm dứt. Khi ấy, những chiến binh dũng cảm này phải chiến đấu với lũ quái vật ở xa tận chân trời. Chú là Jacob Holland, chú đã trở thành một món vũ khí chống lại tự nhiên hắc ám. Vì cháu sẽ nhập băng của chú. Không, không thể nào. Nè, bỏ cháu xuống, thả cháu ra đi. Chúng tôi sẽ lại ra đi diệt trừ quái vật. Cháu dám lẻn lên tàu? Cháu... phải. Ta thích con bé này. Bọn ta sẽ thả nhóc xuống bến cảng gần nhất. Tàu xăng không phải chỗ cho con nít. Nhưng mà chú cũng gia nhập vào tầm tủ của cháu mà. Bấm chặt vào Maisy. Nhìn chú đi. Nhưng nó không có liên quan. Còn câu nào khác không? Không, chẳng liên quan. Biển Dragmore có nhiều quái vật, chắc có cả dương sinh vật cầu vồng chờ ăn thịt chúng ta. Cháu không thể nuôi nó được. Nhưng em rất đáng yêu. Về chuyện đáng yêu, chú với cháu có cách nhìn khác nhau. Đừng cử động. Chạy là thượng sách. Ta đã nhìn thấy ngọn lửa đó như ta đã từng thấy ở con. Lũ quái vật thì con có thể giải quyết. Chúng ta đã chạm đúng mục tiêu rồi. Không, chú ơi, đừng. Còn con bé đó thì con đành bó tay thôi. Con đã thề với lòng sẽ dốc hết sức của mình để bảo vệ người dân. Biết đâu người hùng cũng có thể mắc phải sai lầm. Đại dương đã trút cơn thịnh nộ lên ta, đến lúc ta phải trả đũa. Cháu rất thích nuôi thú cưng. Đó không phải là thú cưng. Cháu đặt tên cho nó rồi. Vậy chắc tên nó là Xanh.